nỗi buồn phiền của con đầu to. Con đầu to, mau lên, con không đi là muộn đấy. Mẹ tập về, con thấy không khỏe lắm. Ồ, hình như sốt rồi. Hôm nay hay là không đi học nữa. Hôm nay hãy ngoan ngoãn nằm trên giường nghỉ ngơi đi. Không được nghịch ngợm đâu, nhớ chưa? Con nhớ rồi. Con đồ to, con muốn cùng chơi khủng long không? Có ạ. Khủng long bạo chúa tới đây. Khủng long bạo chúa xuất hiện rồi. Phải đi bắt một con khủng long con. Mau chạy thôi. Thật ra ốm cũng rất thích. Bố đồ nhỏ, con được quấy đầy con đồ to nghỉ ngơi. Nghe lời mẹ, mau ngủ đi nhé. Đồ to, nghe nói cậu bị ốm à? Đã khỏe hơn chưa? Đã hết sốt rồi. Mẹ tập về nói, nghỉ ngơi 2 ngày là có thể đi học được. Khỏi ốm rồi thì tốt. Đúng rồi, mình mang cho cậu kịch bản ba chú lợn con. Cô giáo nói để bố mẹ giúp bọn mình học thuộc lời thoại. Cậu diễn vai chú lợn thứ ba. Đây là đề toán, cậu nhớ phải xem đấy. Mình biết rồi, cậu cứ để ở đây. Cậu có muốn cùng chơi khủng long với mình không? Được. Khủng long quyết chiến nào. Nhiệt độ bình thường, hết sốt rồi. Hôm nay có thể đi học được rồi. Con chuẩn bị cặp sách đi, để bố đầu nhỏ đưa con đi. Mấy hôm nay mình đều chưa xem. Thôi kệ, không sao đâu. Cả lớp cùng trả lời 5 trừ 2 bằng mấy? Bằng 3 ạ. Hôm nay chúng ta tiếp tục tập vở kịch ba chú lợn con. Các em đều đã chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong rồi ạ. Cô Nguyệt Nha, em vẫn diễn vai chú lợn thứ ba ư? Đồ to, em học thuộc lời thoại chưa? Mấy hôm nay em bị ốm, chưa thuộc cũng không sao. Vai diễn của em nhường cho Thang Nguyên đi. Đợi lát nữa cô sắp xếp cho em diễn vai khác nhé. Mình là chú lợn cả. Mình muốn xây một căn nhà bằng rơm. Tiểu Minh, là mình đá tiền vệ mà. Đầu to, em vừa ốm dậy, cần phải nghỉ ngơi. Vị trí của em nhường cho Tiểu Minh đi. Nhưng mà, được rồi, giờ trên sân đã đủ người rồi. Em làm dự bị nhé. Tức chết đi được. Mình mới vắng mặt có mấy ngày mà chuyện gì cũng không có phần của mình. Con đồ to, con muốn ăn kem không? Không ăn, con đang tức no rồi đây. Có chuyện gì thế? Con mới ốm mấy ngày mà vai diễn bị Thang Nguyên cướp mất. Ngay cả đá bóng cũng không còn vị trí nữa. Tức chết mất, thà con cứ ốm mãi còn hơn. Thì ra là như vậy. Đừng tức giận nữa, chúng ta ra ngoài cho thoải mái đi. Bố đảm bảo đi dạo về rồi con sẽ không tức giận nữa. Động Nhiệt ca, hôm nay bánh bao bán thế nào? Đừng nhắc tới nữa, hôm nay đang đuổi quá. Tối qua tôi lười một chút, phần bột này vẫn chưa nhào xong. Vừa xem bóng đá vừa làm nhân bánh bao. Kết quả, nhân bánh bao mặn quá. Khách đều chê, mấy mẹ bánh hấp rồi đều phải bỏ đi. Vậy hôm nay không có bánh bao để ăn rồi. Bố đồ nhỏ, chúng ta về thôi. Đừng vội, Đỗng Nhị ca. Thế giờ anh đang làm gì? Làm lại từ đầu thôi. Vừa sáng sớm tôi đã bắt đầu hòa bột, nhào bột, làm lại nhân bánh bao. Tuy làm có hơi chậm nhưng tôi không hề dừng lại. Cũng không lỡ việc mọi người ăn bánh bao. Tôi biết rồi. Con đồ to, con đã biết chưa? Đỗng Nhị ca phát hiện ra bánh bao chưa làm tốt, lập tức bắt tay vào sửa ngay. Như vậy mọi người mới có bánh bao ngon để ăn. Con biết rồi. Về nhà làm xong đề bài toán, học thuộc lời thoại vở kịch, sau đó tập đá bóng. Được, chúng ta đi thôi. Đi luôn à, không mua bánh bao ư? Năm trừ hai bằng ba. Đồ to, em thuộc lời thoại chưa? Thuộc rồi à? Cực kỳ thuộc luôn. Tốt quá, mình không thể nào nhớ được lời thoại. Hay là cậu lại diễn vai chú lợn thứ ba đi, không thành vấn đề. Còn nữa, đồ to, hay là cậu làm tiền đạo đi, mình chạy không nhanh bằng cậu. Đúng thế, Tiểu Minh quay về làm thủ môn thôi, không thành vấn đề. Giờ em cực kỳ khỏe. Bố đồ nhỏ, lập tức sửa sai, tất cả đều sẽ tốt lên. Đương nhiên rồi, chúng ta còn phải cảm ơn Đỗng Nhị ca nữa. Vậy buổi tối chúng ta ăn bánh bao nhé. Được.
Múa sư tử. Bố đồ nhỏ, trên thông báo viết gì thế? Con đồ to, để chào đón năm mới, khu dân cư chuẩn bị tổ chức biểu diễn tập kỹ dân gian, nhà nào cũng phải tham gia. Biểu diễn tập kỹ ư? Tuyệt quá. Chúng ta biểu diễn cái gì đây? Biểu diễn múa sư tử đi, giống như trên TV ấy. Bố đồ nhỏ, mẹ tập về thực sự có thể làm được con sư tử chứ? Chắc là được thôi. Chúng ta chuẩn bị đủ vật liệu rồi. Phải tin vào tay nghề của mẹ tập về chứ. Để thêm đi. Chắc là sắp xong rồi. Không phụ sự kỳ vọng. Làm xong rồi. Nhìn oai quá. Không tồi. Tuyệt lắm. Mẹ tập về giỏi quá. Tay nghề quá siêu. Làm gì mà giỏi được đến thế. Con đồ to, tiếp theo phải tiến hành huấn luyện múa sư tử rồi. Mục tiêu của chúng ta là đầu nhỏ đầu to để nhấc múa sư tử. Được, bố tuyên bố huấn luyện múa sư tử bắt đầu. Con đồ to, phải đi theo tiết tấu nhé. Theo sát đấy. Bố đồ nhỏ yên tâm đi. Bố đồ nhỏ, sao bố không đi? Sẽ đi ngay đây. Múa sư tử rất tiên, nên bước chân nào, đã nhớ chưa? Đi bên trái, bên trái. Trễ trái, trễ trái. Bố đồ nhỏ, chân bố không bị thương chứ? Bố đang điều chỉnh. Con sư tử này sắp sửa quay đầu rồi. Nào, quay đầu. Mau ra uống nước, nghỉ ngơi một lát đi. Không mệt, không mệt. Thật sự không mệt, nhưng mà con thì rất mệt. Đúng rồi. Bố đồ nhỏ làm đầu sư tử thật là tốt. Vừa mát mẻ lại nhẹ nhàng. Còn có thể được người khác nhìn thấy. Bố đồ nhỏ ăn gian thật. Tiếp tục luyện tập. Phải cẩn thận chứ. Con đồ to, đi nào đi nào. Con đồ to, con cố tình phá rối phải không? Con không muốn làm đuôi sư tử nữa. Bên trong đó vừa bí vừa nóng, lại không nhìn thấy được bên ngoài. Thì ra là như vậy. Nói như vậy, con muốn làm thử đầu sư tử à? Để bố làm đuôi. Đúng thế. Chỉ đơn giản như vậy đã cho con làm đầu sư tử rồi. Bố đồ nhỏ, đầu sư tử, đầu sư tử, mau đi thôi. Đầu sư tử, múa đi nào, múa đi nào. Múa đi, đầu sư tử. Nào nào, múa đi đầu sư tử, mau lên. Nặng quá, con đi không nổi. Con thấy chưa, không phải bố cố tình không cho con làm đầu sư tử, là có nguyên nhân của nó. Vậy phải làm thế nào? Đầu thì không cầm được, đuôi thì không nhìn thấy bên ngoài. Con không muốn biểu diễn nữa. Được thôi. Được rồi. Cửa sổ bằng nhựa, thế này con có thể nhìn thấy bên ngoài. Con sẽ không bị ngã nữa. Còn thoáng khí. Tuyệt quá. Con đồ to. Con đồ to, đuôi theo sát nào. Múa điệu sư tử tới chúc phúc. Đầu to đầu nhỏ nhóm hai người. Múa điệu sư tử tới chúc phúc. Thank you.
ngoại đặc biệt. Con đồ to, ăn cơm thôi. Vẫn còn tức vì không được đi dã ngoại à? Nhưng ngoài trời mưa to lắm, không thể đi dã ngoại cắm trại được. Con đồ to đừng khóc, mau dậy đi. Bây giờ chúng ta đi dã ngoại, được không nào? Trời mưa mà, bố lừa con. Bố có cách rồi. Bố đồ nhỏ, bố nói thật hả? Xin tuyên bố, chuyến dã ngoại của gia đình bố đầu nhỏ, mẹ Tập Dề và con đầu to chính thức bắt đầu. Chúng ta hãy chuẩn bị lên đường thôi. Báo cáo, phát hiện ra một bờ sông tuyệt đẹp. Xin ý kiến mẹ Tập Dề, chúng ta hãy dựng lều tại đây đi. Duyệt, bố ơi, đây là phòng khách mà. Con đầu to, đây đã không còn là phòng khách nhà mình nữa. Bên này là dòng suối, bên kia là ngọn núi, chỗ này là bãi cỏ. Bây giờ chúng ta phải dọn sạch sỏi đá trên bờ sông, chuẩn bị dựng trại. Con trai, mau lại giúp một tay đi. Hòn đá này mình bố không đẩy nổi. Thế này có gì vui? Được rồi, bây giờ bắt đầu dựng lều đi. Hình như còn thiếu gì đó. Ra rồi, ra rồi. Bây giờ đã có cảm giác ngoại ô hơn rồi đúng không? Mẹ Tập Dề, mẹ đứng trên cầu thang làm gì vậy? Con đồ to, con phải phát huy trí tưởng tượng chứ. Kể từ bây giờ, đây không phải là cầu thang nữa, mà là đường lên đỉnh núi. Mà chúng ta cần leo lên đỉnh ngọn núi này, lùm từng ngóc ngách để tìm đồ ăn. Chưa biết chừng hai người còn đào được nhiều báu vật ấy chứ. Thế thì dễ ợt. Ngày nào con chả leo cầu thang, có bảo con leo cả chục lần cũng chả vấn đề gì. Đi như thế không được. Chúng ta tung xúc xắc ra mấy điểm thì sẽ lên số tầng đó. Có điều, đương nhiên không đơn giản như vậy. Mỗi tầng đều có một nhiệm vụ bắt buộc phải hoàn thành thì mới được coi là thắng. Sẵn sàng chưa? Bố đồ nhỏ, đây là trò chơi cờ vua bay mà. Quá dễ, để con tung xúc xắc. Thiên linh linh, địa linh linh. Bố đồ nhỏ, hãy nhận nhiệm vụ. Nhiệm vụ chính là lên xuống núi hai lượt trong vòng 15 giây. Chuẩn bị, chạy. Mười lăm giây 23, quá giờ, đứng nguyên chỗ cũ không được tiến lên. Chỉ lệch có tí tẹo thôi mà, cho qua đi. Bố đồ nhỏ không được chơi đểu. Thôi được, bố chỉ đứng nguyên chỗ cũ thôi. Thế nhiệm vụ của con đồ ta là gì vậy mẹ Tập Dề? Nhiệm vụ của con đồ ta là làm theo động tác của mẹ Tập Dề. Có điều luật chơi là nếu mẹ giơ tay phải thì con đồ to phải giơ tay trái, mẹ đá chân phải thì con đồ to phải đá chân trái. Chủ yếu là thử khả năng phản ứng của con. Nếu con đồ to thực hiện đúng thì có thể leo lên đỉnh núi. Đã hiểu chưa nào? Con rõ rồi mẹ Tập Dề. Bắt đầu đi. Thế giờ bắt đầu nhé. 1 2 3. 3 2 1. Đưa tay trái cười, uốn lưng, duỗi chân, cơ thể khỏe mạnh. Con đồ to có làm đúng hết không? Đương nhiên là đúng chứ ạ. À, con có thể leo lên đỉnh núi rồi. Không công bằng, bố phản đối. Phản đối vô hiệu. Ai bảo anh tung ra 5 điểm? Con đồ to giành chiến thắng. Yeah, con thắng rồi. Mẹ Tập Dề ơi, đến phòng con làm gì ạ? À? Sai rồi con đồ to. Bây giờ đây không phải là phòng con nữa. Đây là một hang động cất giấu kho báu. Đây cũng không phải mẹ Tập Dề, mà là robot dò kho báu. Con xem. Thế nào? Thăm dò hoàn tất, phát hiện được 10 món bảo vật, có thể hành động. Được, vất vả rồi, robot thăm dò. Em có thể rời khỏi hang động, đi chuẩn bị mục tiêu tiếp theo. Rõ, tuân lệnh. Hãy
chuyến dã ngoại đặc biệt tiếp theo. Bố đồ nhỏ ơi, phòng con, à không, trong hang động này có bảo vật thật sao? Robot thăm dò nói có bảo vật thì chắc chắn là có, để bố tìm xem. Khoai tây chiên. Đây là bảo vật bố tìm ra, không có phần của con đâu. Con cũng có thể tìm được bảo vật. Bố đồ nhỏ, bố nhìn đi, con cũng tìm thấy kho báu rồi. Siêu thật. Con đồ to, con có dám thi với bố xem ai tìm được nhiều báu vật hơn không? Thi thì thi. Bây giờ tỷ số là 2-2. Lại phát hiện thêm một cái. Bố đồ nhỏ, con lại dẫn trước rồi. Bố đồ nhỏ tìm được 4 bảo vật. Con đồ to cũng tìm được 4 bảo vật. Con tìm được 5 món chứ. Nhưng mẹ chỉ thấy có 4 món thôi. Con ăn mất cây kẹo mút rồi. Tuy con đã tìm được một bảo vật cuối cùng, nhưng con lại không thể giữ được đến cuối cùng, nên phải phạt trừ 1 món. Người giành chiến thắng trong phần thi truy tìm kho báu lần này là bố đồ nhỏ. Thế là hòa nhau. Bây giờ tổng tỷ số là 1-1. Vậy giờ chúng ta sẽ thi phần thi quyết định. Vẫn còn thi nữa? Là gì thế ạ? À? Lần này con nhất định phải đánh bại bố đồ nhỏ. Môn thi đấu tiếp theo chính là câu cá. Câu cá. Bố đồ nhỏ ơi, con biết rồi. Trò này con từng chơi ở nhà trẻ. Bố biết không, con là cao thủ câu cá đấy. Con đồ to, con có nhìn thấy chữ số trên mình cá không? Con phải câu được cặp cá có số giống nhau. Nếu lệch số thì sẽ không được tính. Con chỉ cần câu thêm một con số 5 nữa là được tính đúng không? Con đồ to, bố còn chưa hô bắt đầu mà. Thế để con hô giúp bố. Bắt đầu. Con câu được 2 con rồi. Con đồ to, con gian xảo quá nha. Vậy bố cũng bắt đầu đi. Bố đồ nhỏ sẽ không thua con đâu. Xem đây. Bố đồ nhỏ, con lại câu được 1 con nữa rồi. Con đồ to, chờ bố với. Chờ bố. Kết quả của phần thi lần này rất rõ ràng. Con đồ to chiến thắng. Lơ là chốc lát, liền bị con đồ to thắng mất. Thật không cam lòng. Con đã bảo rồi, con mới là cao thủ câu cá. Xem ra con đồ to nhà ta đói rồi. Đói quá, mẹ Tạp Dề ơi, mau nấu cơm đi. Bây giờ chúng ta đang cắm trại dã ngoại, tất nhiên phải nấu cơm kiểu dã ngoại rồi. Thế chúng ta ăn gì hả mẹ? Ăn cá hai người câu chứ sao? Đây có phải cá thật đâu, làm sao mà ăn được? Con đồ to, con nhắm mắt lại, đếm đến 3 rồi mở mắt ra. 1, 2, 3. Con đồ to, mở mắt ra được rồi. Wow, có cá thật nè. Nhưng mà vẫn còn sống, ăn kiểu gì ạ? À? Thơm quá. Con đồ to sắp được ăn rồi. Bố đồ nhỏ, mẹ Tạp Dề ơi, không phải bây giờ đang cắm trại dã ngoại sao? Dã ngoại cũng có thể dùng lò nướng điện tử à? Con hãy tưởng tượng, đây không phải lò nướng điện tử, mà là lửa trại chúng ta tự châm. Chúng ta đang nướng cá trên đống lửa. Con cứ cảm thấy không giống cắm trại, hình như vẫn thiếu gì đó. À, bố biết thiếu gì rồi. Con đồ to, chờ chút nhé. Bố đi rồi quay lại ngay. Con đồ to, nhìn nè. Bây giờ giống cắm trại dã ngoại rồi chứ. Wow, những vì sao lung linh xinh đẹp biết bao. Con đồ to, nướng chín rồi, mau ăn đi. Ngon hết nấc. Bố đồ nhỏ, mẹ Tạp Dề ơi, ngày mai chúng ta lại dã ngoại tiếp có được không? Được. Nghe con đồ to, ngày mai nhà mình vẫn cắm trại tiếp. Hay quá, ngày mai tiếp tục cắm trại dã ngoại. Tuyệt vời.
học cách nói không? Wow, ngầu quá, đẹp thế. Chứ gì nữa, hôm qua bố đồ nhỏ tặng tớ đấy. Cho tớ chơi một lát được không? Không thành vấn đề. Tiểu Minh, lúc nãy mẹ cháu gọi điện sang bảo cháu về nhà ăn cơm đó, mau lên. Hả? Nhưng cháu chơi chưa đủ. Đầu to, có thể... Đáng yêu ghê. Anh đầu to, Tiểu Minh, hai người có nhìn thấy con mèo của em đâu không? Mèo của em? Là con này hả? Con đầu to, anh thật tốt. Không có gì. Mèo con lại chạy mất rồi. Anh đầu to, anh bắt lại giúp em được không? Được, không thành vấn đề. Yên tâm, anh nhất định sẽ giúp em cứu nó xuống. Con đồ to, không được trèo cây, nguy hiểm lắm. Con đồ to, đã nói với con bao nhiêu lần rồi, không được trèo cây. Con đã hứa sẽ giúp kẹo bông cứu mèo con cho em ấy. Hai đứa trẻ ngốc này, mèo biết trèo cây mà. Con đồ to, con phải nhớ rằng việc không làm được thì không thể tùy ý hứa hẹn với người khác. Nhưng nếu không nhận lời em ấy thì khác nào con không có khả năng. Thế thì khó xử quá. Có gì mà khó xử, giúp đỡ thì cũng phải xem con có làm được không. Nếu biết rõ là không làm được mà còn nhận lời thì đó mới là khó xử. Thế sao được, con không muốn mọi người coi thường con đâu. Tóm lại con phải học cách nói không, phải lượng sức mình mới được. Con đồ to, cậu giỏi quá, trèo cao như thế mà cậu cũng không sợ. Việc tớ đã hứa với kẹo bông thì tớ nhất định phải làm được. Thế cậu cũng nhận lời giúp tớ một việc đi. Không thành vấn đề, cậu nói đi. Con đồ to, con phải hỏi xem là việc gì đã. Làm được hẳn nhận lời cũng chưa muộn mà. Con nhất định có thể làm được. Đúng vậy, việc này con đồ to chắc chắn có thể làm được. Cậu có thể cho tớ mượn ô tô điều khiển không? Việc này dĩ nhiên là được. Tuyệt quá. Bố đồ nhỏ ơi, chỉ là cho cậu ấy mượn ô tô điều khiển thôi. Việc này con làm được. Thực ra con không muốn cho cậu ấy mượn đâu. Tiểu Minh, cuối cùng cậu cũng đến rồi. Ô tô điều khiển của tớ đâu? Đầu to, xin lỗi cậu. Ô tô điều khiển của tớ làm sao rồi? Bị mẹ tớ tịch thu rồi. Hả? Sao lại thế? Vì tớ không chịu ăn cơm tử tế. Thế thì cậu ăn tử tế đi. Nhưng chỉ một mình tớ không ăn nổi. Cậu phải giúp tớ ăn cơ. Được, không vấn đề gì. Tốt quá. Hả? Nhiều thế này á? Sao phải ăn một lúc nhiều thứ thế này? Chịu thôi, con đã hứa với Tiểu Minh rồi. Không ăn hết chỗ này thì Tiểu Minh cũng không lấy lại ô tô đồ chơi cho con được. Con đồ to, giờ con vẫn còn nhỏ, chỉ có nhiệt tình thôi chưa đủ. Rất nhiều việc con không làm được. Việc không làm được mà vẫn nhận lời với người ta thì về sau con sẽ còn phải khó chịu nhiều lắm. Con phải nhớ lời bố nói, biết chưa hả? Con còn buồn nôn nữa. Đồ ăn mẹ Tiểu Minh làm khó nuốt quá. Đừng buồn nữa, con đồ to, bố tin rằng mẹ của Tiểu Minh nói là giữ lời. Con đồ to ơi, nhìn này, ô tô điều khiển của cậu đây. Hay quá, mẹ cậu trả lại ô tô đồ chơi rồi. Đúng thế, may có cậu giúp tớ ăn hết đồ của mẹ làm. Không có gì, việc tớ nhận lời thì nhất định sẽ làm được. Thế cậu giúp tớ lần nữa đi. Hả? Tớ... Chỉ lần này thôi, mẹ tớ bảo chỉ cần tớ nghe lời thì mẹ cũng sẽ mua cho tớ một chiếc. Vậy, tớ biết ngay là cậu nhất định sẽ đồng ý mà. Mau giúp tớ ăn hết cái bánh cà rốt của mẹ tớ làm với. Tớ chẳng thích ăn tẹo nào. Hả? Lại phải ăn á? Đầu to, cậu nhất định phải giúp tớ. Nhất định phải giúp tớ. Không, tớ không ăn bất cứ thứ gì của mẹ cậu làm nữa đâu. Giỏi lắm, cuối cùng con cũng học được cách nói không rồi.
hội chứng nghiện điện thoại. Bố đồ nhỏ ơi, hôm nay nhảy cao, Tiểu Minh bị ngã lộn nhau. Ừ. Cô giáo khen con vẽ có tiến bộ. Bố xem này, đây là tranh hôm nay con vẽ đấy. Ừ. Bố đồ nhỏ, rốt cuộc bố có đang nghe không vậy? Đang nghe mà. Bố đồ nhỏ, bố đừng chơi điện thoại nữa. Sao mà tức giận thế? Còn không phải vì anh cứ cắm mặt vào điện thoại suốt à? Anh đang đăng ảnh khoe với bạn bè là mình có một người vợ nấu ăn ngon mà. Nhưng anh chỉ chăm chăm nghịch điện thoại, lạnh nhạt với con đồ to. Tất nhiên thằng bé không vui rồi. Hóa ra là thế. Vậy giờ anh đi chơi với con. Đều tại cái điện thoại đáng ghét này, giành mất bố đồ nhỏ của mình. Mày là đồ xấu xa, tao phải giấu mày đi. Như thế, bố đồ nhỏ sẽ chơi với tao. Điện thoại của bố đâu? Bố đồ nhỏ, bố bảo chơi xếp hình với con mà. Con chuẩn bị xong cả rồi. Con đồ to, con có thấy điện thoại của bố đâu không? Để đâu nhỉ? Không thấy à? Bố đồ nhỏ ơi, xếp hình đi. Thật tình, bố nhớ rõ ràng là để ở đây mà. Sao lại không thấy đâu nhỉ? Đâu rồi ta? Bố đồ nhỏ ơi, xếp hình. Bố đồ nhỏ xếp hình. Bố đồ nhỏ xếp hình đi. Bố đồ nhỏ không thích chơi với con. Điện thoại của bố kêu. Không hay rồi. Không có. Không được. Có người gọi đến. Bố phải tìm ra điện thoại. Không được đi. Thằng bé này, cho bố đi qua. Mau, không được đi. Bố sắp nổi giận rồi đấy. Không được chơi điện thoại. Là con giấu đi đúng không? Mau đưa cho bố. Không. Bố cần con hay cần điện thoại? Bố phải nghe điện thoại. Trả lại cho bố. Không. Con đồ to. Con đồ to, mau đưa điện thoại đây. Con không đưa. Con bướng thế. Mau ra đây. Xem con trốn đằng nào. Sao con lại như thế? Bố chỉ biết chơi điện thoại thôi, chẳng hề quan tâm đến con. Điện thoại quan trọng hơn con sao? Con không thèm chơi với bố nữa. Con không muốn xem trong điện thoại của bố. Rốt cuộc có thứ gì sao? Con đồ to. Không muốn. Thực sự không muốn xem người bố quan tâm nhất là ai sao? Ở ngay trong điện thoại đó. Hả? Đây chẳng phải là con sao? Toàn là con hết. Sao bố lại đăng ảnh của con? Vì con là con đồ to yêu thương nhất của bố. Thế bố có thể bỏ điện thoại chơi với con không? Tất nhiên rồi. Bây giờ bố giao điện thoại cho con giữ nhé, được không? Đúng là hai đứa trẻ to xác. Mảnh ghép cuối cùng vẫn phải để mẹ tập về hoàn thành.